Đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện đám cưới hả? Có gì đâu mà suy nghĩ. Cưới thì cưới thôi. Cưới thì cưới thôi. Nghe có vẻ như là hơi miễn cưỡng đúng không anh? Em biết trước câu trả lời mà. Không. Em làm sao biết được câu trả lời? Mình đừng nói chuyện này nữa được hay không? Mọi thứ cứ do em muốn đi. Tôi sẽ không để anh đi ra khỏi cuộc đời của tôi nữa đâu. Úi chà. Hình như là công ty này không cần phải sử dụng điều hòa nữa thì phải. Anh bớt nói lảm nhảm được không? Anh nói không đúng hả? Anh thấy tình cảm của hai người lạnh đến mức có thể đóng băng cả cái công ty này luôn á. Nè, sao cứ thích làm đau lòng người khác vậy? Ủa? Anh thấy có gì đâu mà đau lòng ta. Mọi thứ đều do em lựa chọn hết. Kể cả là em không chọn cái gì. Thì đúng rồi, đâu phải chuyện của anh đâu, cho nên anh nói dễ dàng như vậy đó. À, anh sẽ không gặp phải chuyện đó. Hay đúng hơn là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đối với mình. Để xem. Em nên tập trung vào công việc đi. Đừng để 50 tỷ của gia đình em đổ vào công ty Thiên Trường, giống như là đổ sông đổ biển vậy. Còn Khôi á hả? Cục đá thì em có sưởi ấm, nó cách mấy thì nó vẫn lạnh lẽo thôi. Bắt đầu anh cảm thấy lạnh quá. Sao mấy công việc này làm hoài mà cũng không xong vậy trời. Ráng xíu đi em. Anh làm xong mấy cái quyền lợi khách hàng xong rồi anh qua anh phụ em nha. Mệt quá à. Mấy cái hợp đồng mình nè, phải soi tới soi lui, coi kỹ số liệu, mệt muốn chết luôn nhé. Đã vậy hả, các điều khoản còn ràng buộc nữa. Bây giờ em đuối muốn xỉu anh ơi. Ráng đi mà, đừng có xỉu. Xíu nữa làm xong rồi anh sẽ mua trà sữa thật là nhiều topping cho em. Trời, phải chi có công việc nào á mà dễ thiệt dễ như công việc uống trà sữa mà vẫn lãnh tiền đều đều mỗi tháng thì hay biết mấy. Trời ơi, công việc thì có khó khăn á thì em mới thấy trà sữa nó ngon, chứ nếu mà nó dễ quá thì em chán rồi sao. Trời. Ráng nha, bây giờ anh lên báo cáo sếp cái rồi anh về anh phụ em nha. Trời, hôm nay á tính tính cũng biết triết lý nữa. Ngoài trời không có đổ mưa. Máy lạnh thì vẫn hoạt động bình thường. Đầu óc của anh vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy thì mừng cho anh. Nè, tôi mời đó. Coi đi, ngon đúng không? Xin lỗi nha, không phải thứ gì tôi cũng nhét vô họng. Yên tâm, tôi không nỡ đầu độc một người như cô đâu. Hả? Thứ nhất á, là vô công bất thụ lộc. Thứ hai á, là với cái tính tình của một người như anh á, thì tự nhiên anh tốt ngang. Tôi cũng hơi lo đó anh Lộc. À thì quay đầu bốn bể là bờ. Bờ. Hiện tại tôi chưa thấy được cái bờ nào chứa anh. Đúng là cuộc đời này khó sống thiệt nha. À, khi tôi trở thành một con người tốt thì tất cả mọi người đều nghi hoặc tôi là một con người xấu xa hay là có một cái âm mưu gì đó.
khi tôi sống xấu xa mưu kế gì đó thì mọi người cũng chê bai chán ghét là sao ta? Vậy thì tôi phải sống như thế nào để có thể vừa lòng mọi người? Nói nào hay, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà, anh đâu cần phải làm vừa lòng tôi làm chi, đúng không? No, sai ý của tôi rồi. Này nha, chúng ta đang ở chung một cái tập thể công ty như vậy, tôi chỉ muốn là tinh thần đoàn kết, gắn kết, gắn bó lại với nhau để chúng ta có thể cùng nhau tiến lên, đạt những mục tiêu cao hơn, đúng không? Thì nếu không ăn thì thôi. Khoan. Ngon lắm đó, chỗ này rất đặc biệt. Ok, dù gì anh cũng là trưởng phòng mà. Cảm ơn anh Lộc. Không lẽ mình trách làm lão ta thiệt sao ta? Coi bộ lôi kéo con nhỏ này khó. Chắc mình phải tự tay lấy được con dấu và chữ ký của thằng Khôi cho phi vụ của mình. Chắc mình phải tìm cách khác thôi. Chào cô chú nhỏ. Có vẻ bận hả? Anh gọi vậy á, em quê đó. Anh có mang quà cho em nè. Kẹo nữa hả? Kẹo đâu có quà gì. Đây. À, cái cây kia là cây gì nữa? Cục đế quá ha. Nè, kẹo với cây cà chua đó, mang cho em chồng. Ý anh á là cuộc đời của em toàn là chua với cay không á hả? Đồ ác độc. Nghĩ chi quá vậy hả? Chua với cay á là hai cái gia vị kích thích cho vị giác của mình ăn ngon. Vì là anh nghĩ là có trải qua những chua cay thì con người ta mới trân quý, mới thấy được giá trị của mình, cái thành quả mà mình đạt được. Anh Phát. Hả? Em hỏi thiệt nha. Bộ là từ cái ngày mà anh bị gà đá tới giờ anh không ăn gà luôn á hả? Em định đó nha, đãi anh những cái món ví dụ như là gà hấp xả nè, gà hầm thuốc bắc nè, lẩu gà ớt hiểm nè, rồi gà chiên, rồi nhiều lắm. Tại vì tài nghệ của em mà nấu ăn đó. Bộ ngoài món gà không có món khác luôn hả? Tại vì em thấy gà ngon. Không có gì ngon hết á. Anh nói thiệt với em á, hồi mà anh đi du học á, ở bên bển anh làm kiếm tiền trong cái xưởng gà, lúc nào cũng ăn gà hết á, ghiếp bây giờ ngán luôn. Nhắc tới chữ gà rồi nghe muốn ám ảnh thiệt chứ. Vậy bây giờ anh thích ăn món gì? Không nhiều ạ. Bún riêu, bún bò, cơm sườn, sushi, ốc nữa. Cơm sườn hả? Vậy để hôm nào rảnh á, em làm cho anh ăn. Hôm nào cái gì? Hôm nay luôn đi. Làm liền hả? Hôm nào không chắc chứ hôm nay là chắc chắn á. Cũng được, vậy anh đợi đi. Nè, thôi tập trung làm việc đi ha. Để bữa nay người đàn ông này sẽ cho ta vào bếp, ok? Được không đó? Giỡn hoài. Anh sợ em sẽ bị hấp dẫn bởi một người đàn ông đẹp trai mà lại còn đảm đang nữa chứ. Trời ơi, người đàn ông đẹp trai mà còn đảm đang nữa ta. Cái gì nữa? Vậy thôi được. Vậy bây giờ người đàn ông đẹp trai, đảm đang thử vô trong bếp trổ tài nghệ cho em coi đi. Ủa, để anh một mình vào bếp thiệt hả? Thiệt chứ xong thiệt. Nhưng mà ít nhất là em cũng phải phụ anh chứ. Không, thường đàn ông đẹp trai lịch lãm người ta làm mình à. Không, thì đó là những người đàn ông bình thường thôi, còn với anh là bất bình thường, anh đặc biệt mà. Anh cũng bình thường à, anh đi vô làm đi nhanh lên. Đi vô làm với anh nha. Không, đi vô làm. Vô phụ anh một xíu thôi. Không nha. Chứ anh cũng vụng về lắm đó. Em đang bận dữ lắm, đi làm đi rồi em thưởng thức tài nghệ của anh. Đứng lên, đứng lên, đi nhanh lên, nhanh lên. Nè. Nhanh lên, em đói rồi. Rồi, chờ anh một xíu thôi nha. Nhanh nhanh phát nha. Ok. Để em coi coi anh làm được gì. Tính ra con đang rất hạnh phúc. Đúng vậy, tôi đang rất hạnh phúc. Không phải chú cũng vậy sao? Chắc vậy. Mỗi người chúng ta bây giờ
đã có cuộc sống riêng hết rồi. Mà chú cứ tới đây hoài, nếu như mà người nhà thấy được á, chắc sẽ hiểu lầm. Không còn là người yêu thì là bạn tới thăm bạn không được sao? Trái cây xanh người ta có thể chờ nó chín. Khi nó chín rồi á thì người ta sẽ đem đi sấy. Chứ không thể nào nó có thể xanh trở lại đâu chú. Anh chàng trong nhà là người yêu của con sao? Chú nói anh Phát á hả? Chú biết rồi còn hỏi nữa. Vậy thì còn Nam đã kết hôn với con trước khi đi du học. Tình cảm lâu ngày cũng có thể thay đổi mà chú. Với lại chuyện của tôi á, chú bận tâm làm gì? Chú về đi. Ngân ơi, cái chảo chiên trứng ở đâu vậy em? Thì ở trọng đó, anh tự tìm đi, hỏi em hoài à. Anh Phát, anh hay ghen lắm. Nên là tôi không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với chú. Mẹ, có chuyện gì mà gọi con gấp gáp cái vậy? Mẹ đang bực quá đây nè. Con dẹp ngay cái đám cưới của con với thằng Khôi đi. Ủa, có chuyện gì mà tự nhiên phải kêu con dẹp đám cưới? Mẹ về đây là để nói chuyện với bà Kim về cái chuyện đám cưới của con với thằng Khôi. Nhưng mà bà Kim á, bà làm cho mẹ đang bực mình hết sức luôn đây nè. Nhưng mà có chuyện gì mới được? Bà nói là con không biết dung đắp tình cảm. Còn thằng Khôi nữa, mẹ không vừa lòng về nó chút nào. Khôi làm gì mà mẹ không vừa lòng? Con sao vậy ý? Chẳng lẽ vì nó mà con bỏ hết sĩ diện, bỏ hết lòng tự trọng của mình sao? Mẹ, một khi mình đã muốn cái gì thì phải dành cho bằng được chứ. Tình yêu chỉ khiến cho người ta đau khổ mà thôi. Con nên tập trung vô công việc. Làm sao để mà thâu tóm thiên trường, lấy lợi nhuận của nó để mà xây dựng cái cơ ngơi của nhà mình đi. Tại sao ba mẹ lúc nào cũng đặt một mục đích là bắt con phải chiếm đoạt thiên trường cho bằng được, nhưng mà không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con hết vậy? Ủa, mẹ làm điều này là vì con mà. Tài sản sau này cũng là của con thôi. Ba mẹ trước sau gì cũng già, đến chết có đem theo được đâu. Anh không muốn nhìn mặt em đến như vậy. Em muốn nhiều rồi, tôi đi nghỉ đi. Có gì bữa khác nói chuyện. Sao anh cứ tránh mặt em hoài? Anh biết giữa em và anh không có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh vẫn im lặng cho tới bây giờ? Tại sao anh biết giữa em và anh không có chuyện gì? Mà anh vẫn im lặng. Anh đang cười nhạo em đúng không? Anh không muốn làm em tổn thương, nhất là trước mặt mẹ của anh. Tổn thương à? Vậy anh nghĩ cái cách anh đối xử với em bây giờ có làm em tổn thương không? À, hay là lúc đó anh chấp nhận đính hôn với em là bởi vì anh muốn lợi dụng chuyện này để mẹ của anh không làm tổn thương tới con Ngân. Chính vì cái sự cao thượng của anh làm cho em ảo tưởng rồi hy vọng suốt bao nhiêu năm qua. Anh có thấy là anh tàn nhẫn không? Ồ, sao im lặng vậy? Sao không nói gì đi? Bị em nói trúng tim đen rồi đúng không? Em không phải là nạn nhân duy nhất trong câu chuyện này. Chứ không phải ngay từ đầu chính em là người tác động mẹ của anh
để rồi anh phải làm theo ý của hai người. Cũng như việc em góp vốn 50 tỷ vô công ty này cũng để đưa anh vô kế hoạch của em, đúng không? Nhưng mà em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì em yêu anh thôi mà. Em yêu anh mà anh Khôi. Vậy mà bao lâu nay anh vẫn không có một chút động lòng nào sao? Xin lỗi em, nếu như sự im lặng của anh làm tổn thương em, một lần nữa anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Suốt ngày anh chỉ biết xin lỗi thôi. Anh ghét em lắm đúng không? Không. Vậy thì tại sao bao nhiêu năm rồi, bây giờ Ngân cũng đã có người khác rồi, mà anh không thể nào hồi tâm chuyển ý được vậy anh Khôi? Anh không thể nào thử một lòng yêu em được hả anh Khôi? Nhưng em không còn đơn thuần là cô gái mà anh từng quen biết. Với sự tính toán của em là giết chết phần tình cảm trong anh. Ngân ơi, mở cửa đi Ngân ơi. Ngân, mở cửa đi mà. Ngân, Ngân ơi, Ngân, mở cửa đi Ngân. Ai vậy? Ngân, là chú đây. Mở cửa cho chú đi mà. Sao giờ này chú lại tới đây? Mở cửa cho chú đi. Chú phải làm gì bây giờ hả Ngân? Chú phải làm sao đây? Chú đi về đi. Khi nào mà chú tỉnh táo á thì mình nói chuyện sao? Không, chú không biết đâu hết. Chú không biết đâu hết. Chú ấy sao lại uống ra nông nỗi này? Có phải mình đã quá đáng? Chú xin lỗi. Chú xin lỗi con. Đáng lý ra chú không để cho con đi. Chú đã không can đảm bảo vệ tình cảm này. Chú xin lỗi mọi người ơi. Chuyện qua hết rồi, chú nhắc lại làm gì nữa? Với lại bây giờ bên cạnh chú đã có cô Thiên Ý. Đêm hôm vậy chú tới nhà con không hay đâu. Chú về đi. Chú biết chú không đúng với Thiên Ý. Chú làm vậy là chú có lỗi. Nhưng chú không thể lừa dối tình cảm của bản thân mình được. Bây giờ chú phải làm sao đây Ngân ơi? Bây giờ chú phải làm sao đây Ngân? Chú hãy quên tôi đi. Quên hết tất cả mọi chuyện trước đây đi. Mở cửa cho chú đi Ngân ơi, mở cửa cho chú đi Ngân ơi, mở cửa cho chú đi mà. Mở cửa. Mở cửa cho chú đi. Mở cửa chú đi mà Ngân. Mở. Anh Phát.
Em yên tâm đi, anh đưa người về tới tận giường rồi đó. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đã khuya vậy rồi mà còn làm phiền anh, em ngại quá à. Nhưng trong lúc này, ngoài anh ra, em không biết nhờ ai nữa. Chuyện nhỏ mà, em khách sáo làm gì. Mà cũng nhờ vậy anh mới biết được là anh là một người rất đáng tin tưởng đúng không? À anh nè, người trong nhà có ai hỏi gì anh không? Anh đã làm theo lời của em dặn. Anh nói anh là bạn, với lại anh không nhắc tên của em với nhà đó đâu. Người đàn ông đó là ai? Không được, đây là chuyện riêng tư của Ngân, mình lấy tư cách gì để hỏi chứ? Anh đang thắc mắc người đó là ai đúng không? Cũng có một chút, nhưng mà đây là chuyện riêng của em. Nếu như mà em muốn nói thì anh sẵn sàng nghe thôi. Người đó là chú của em. Chú? Là chú hả? Ủa, anh thấy tuổi tác của hai người cũng... Là chú, em của ba Dượng. Nếu như là em của ba em, giờ là người nhà, sao em đưa chú em về đi? Nhà anh chi vậy? Còn dặn anh á là không được nói tên em với nhà đó nữa. Chuyện dài dòng lắm, có dịp em kể anh nghe sau nha. Chuyện hôm nay em cảm ơn anh nhiều, cũng khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Chú, em trai ba Dượng, sao mình lại có cái cảm giác giữa hai người đó có cái gì đó khó hiểu thiệt chứ. Mẹ. Vậy rồi đó hả? Dạ. Dạ. Đêm qua uống xong rồi con đi đâu vậy? Con đi hóng gió thôi. Đi hóng gió hả? Bộ hai đứa con có chuyện gì hả? Không có gì, chị hiểu lầm chút. Mai mốt á, có uống á thì uống vừa phải thôi, đừng có say sưa quá rồi bất tỉnh nhân sự, không biết đường mà về. Ủa, bất tỉnh nhân sự là sao mẹ? Bộ con không biết hôm qua có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua con uống xong con không biết đường về, bạn của con đưa con về đó, hình như cậu ta tên là Phát thì phải. Phát nào? Mình chỉ nhớ hôm qua đến chỗ Ngân, lẽ nào... Nè, có chuyện gì vậy? Không phải là bạn của con à? Dạ, không có gì. Con thấy con nhức đầu quá, chắc con lên phòng nghỉ chút rồi con đi làm. Khoan đã, mai mốt đó, đừng uống sai kiểu đó, không ra cái thể thống gì hết. Giả lại, khi mà sai rồi mất tự chủ, cứ luôn miệng nhắc tên người khác không à? Nếu mà con thiên ý nó nghe được á, con luôn miệng gọi tên người con gái khác sẽ làm cho nó tổn thương. Dù gì á, tụi con sắp sửa là vợ chồng với nhau rồi mà. Nhớ đó. Dạ, con xin phép lên nghỉ. Đến bao giờ nó mới quên được con Ngân? Sao nó không buông bỏ thứ tình cảm mà không đi đến đâu này? Đây là hồ sơ của công ty cung cấp nông sản organic cho công ty chúng ta. Còn dưới đây là cái hợp đồng mà em đã soạn sẵn, ship xem qua giùm em.
Đây là toàn bộ thông tin đơn vị cung cấp nông sản cho chúng ta. Dạ đúng rồi sếp. Em đã nghiên cứu kỹ, sản phẩm của họ thật sự tốt và đạt cái chuẩn mà chúng ta mong muốn. Em cũng có đặt hẹn với lại đơn vị của họ. Anh có thời gian thì xuống đó khảo sát lại những gì em nói. Không cần, cậu đi một mình được rồi. Một mình em sao? Phải. Bởi vì tất cả cái thông tin, hợp đồng cậu soạn thảo đưa cho tôi rất là chi tiết. Cách làm việc của cậu rất là cẩn thận, cho nên tôi tin tưởng vào cậu. Yeah! Yeah! Em sẽ cống hiến hết tài năng và sức lực của mình cho công ty của chúng ta. Yeah! Cậu ổn không vậy? Dạ, em ổn. Dạ, cảm ơn anh. Không còn gì, đi ra ngoài đi. Dạ. Khoan đã. Hãy lấy hợp đồng về đây cho tôi. Nếu như họ yêu cầu điều khoản gì đó thì cứ đồng ý. Dạ, em hiểu rồi sếp. Dạ, em xin phép ạ. Nè, đem ra ngoài luôn đi. Ngân có biết về sự hợp tác này hay không? Nếu như Ngân đồng ý hợp tác với Thiên Trường thì đây là một bước phát triển của nhóm cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì... Chào! Chào cô cháu gái thân yêu của ông anh tôi. Khỏe không? Sao anh biết tôi ở đây? Chỉ cần tôi muốn thì không có chuyện gì mà tôi không biết cả. Anh tới đây có chuyện gì không? Làm gì mà căng thẳng vậy? À, yên tâm đi. Tôi vẫn chưa nói chuyện với bác về chuyện cô về nước giờ đây đâu. Sao tự nhiên anh tốt quá vậy? Đó là phải là phong cách của anh. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. À, xem ra 3 năm qua cô đã trưởng thành và thông minh hơn nhiều rồi đó. Được thôi, tôi không thích vòng vo đâu. Tôi đến đây để đưa ra một đề nghị hợp tác với cô. Hợp tác? Hợp tác chuyện gì? Sao? Không định mời tôi vô nhà sao? Hãy cung cấp nông sản organic cho tôi. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Sản phẩm của nhóm cô rất tốt và chất lượng, giá cả lại hợp lý. Hợp tác với tôi sẽ có lợi cho cô. Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không hợp tác với anh. Tại sao? Không phải là nhóm của cô đang tìm đối tác để thu mua nông sản organic sao? Nhưng không phải vì vậy mà tôi sẽ đồng ý hợp tác với anh. Nè, hãy suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng hơn. Hợp tác với tôi chỉ có lợi cho cô chứ không có hại đâu. Một cái nhóm nhỏ bé như cô á, được một hợp đồng béo bở sẽ không dễ dàng đâu. Suy nghĩ thông minh lên nào. Đúng vậy. Nhóm của tôi là một nhóm nhỏ bé. Nhóm nhỏ bé thì không xứng để hợp tác với anh, nên tôi đành từ chối lời đề nghị này. Lần sau cô sẽ mời tôi vô nhà. Đây là hợp đồng. Công ty của chúng tôi quyết định thu mua nông sản organic của mấy anh chị. Ủa là ký thiệt hả? Anh tưởng tôi giỡn sao? Nhìn mặt tôi không đáng tin à? Không nói tin, nhưng mà tại vì bữa hổm anh nói là anh mua số lượng lớn á, tôi sợ là không có đủ số lượng để cung cấp cho anh thôi. Ban đầu thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau với một cái số lượng vừa phải. Nếu như là các anh làm việc tốt thì mình sẽ nâng cao số lượng lên. À, vậy cũng đỡ. Tại sắp tới chúng tôi cũng mở rộng quy mô lớn hơn. Hả? Anh ơi, anh là người bên
Công ty Thiên Trường hả? Cái gì? Thiên Trường hả? Chắc là mọi người không ngờ rằng là có thể kết hợp mua bán với lại một công ty lớn như vậy sao? À, anh ơi, dạ xin lỗi. Dạ anh chờ chút nha. Công ty Thiên Trường á, giờ tính làm sao? Tôi biết tính làm sao đâu, tự nhiên sao bà hỏi tôi? Hứa với người ta đã rồi, không hỏi ông hỏi ai? Tôi đâu phải là thầy bói đâu, mà biết là công ty Thiên Trường. Nhưng mà bây giờ đã hứa với người ta tới đây rồi, giờ sao? Tôi biết đâu, giờ không lẽ bỏ. Hợp đồng này lớn lắm á. Tôi thấy hợp đồng lớn tôi cũng hay, nhưng mà bây giờ nếu mà ký hợp đồng á là bà Ngân phải gặp chú Khôi, mà tôi không có muốn điều đó xảy ra. Ủa, bà Ngân là bạn của mình mà. Không sao đâu. Ủa, nghe hết rồi hả? Bà cứ ký hợp đồng đi. Đâu phải lúc nào cũng có được hợp đồng lớn vậy đâu, đúng không? Có lợi cho mình mà. Chúng tôi quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty các anh. Vậy thì tốt quá. À, vậy là xong rồi ha. À, tôi sẽ về báo cáo lại ban giám đốc. À, chào các anh chị. À, mong là hợp tác thuận lợi. Ê, ký cái hợp đồng này là bà phải gặp chú Khôi đó. Bà thấy ổn không vậy? Đâu có gì đâu. Tôi với chú Khôi bây giờ cũng đâu có gì với nhau đâu. Không phải, tại người ta nói tình đầu là tình khó phai mà lắm. Đúng rồi, lỡ như mà Ngân gặp chú... Làm kinh tế mà cứ để tình cảm xen vào thì bao giờ mới giàu được. Em là người công tư phân minh lắm, yên tâm đi. Ôi ôi, đúng là có khác ha, sao 3 năm có khác ha. Gì vậy, tôi nói đúng mà. 3 năm về khác liền, thấy chưa? Thoáng lên liền. Chê tôi hả? Đâu, cần những đẹp mà, đẹp lắm mà. Đúng rồi, đúng rồi, cầm những đẹp mà, đẹp mà. Trong mắt anh Nam, cầm những đẹp mà. Thôi, bây giờ kiếm gì ăn mừng đi. Ăn bánh xèo. Bánh xèo nữa hả? Anh đi thấy rau. Rồi, vậy đi. Hình như là anh tưởng tôi thích ăn bánh xèo lắm hay sao á? Không thích hả? Thích một chút thôi mà ngày nào cũng ăn. Bây giờ đổ bánh xèo. Trời đất ơi. Được rồi, em cứ làm theo bản kế hoạch thôi. Em biết rồi. Em với lại nhân sự đã tìm được giám đốc tài chính chưa? Dạ rồi, một chút xíu nữa người ta sẽ tới. Ừ, thôi. Vào đi. Xin giới thiệu với mọi người, giám đốc tài chính mới của công ty chúng ta. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu, đây là anh Coi, giám đốc sản xuất của công ty. Còn đây là Thiên Ý, giám đốc điều hành công ty. Còn đây là Phát, giám đốc tài chính mới của công ty chúng ta. Xin chào mọi người, tôi là Phát. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ, hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác ăn ý. Chào mừng cậu đến với Thiên Trường. Bạn ơi. Bạn ơi. Sao vậy? Bạn ơi. Ê cha. Mình mời bạn ăn cơm. Sao tự nhiên bữa nay tốt bụng nấu cơm tôi ăn vậy? Nấu món tôi thích nữa nha. Ừ thì biết bạn thích mình nấu đó. Ăn đi. Ê, đừng có nói là bắt tôi làm chuột bạch nha. Tôi nói trước nha, nha. Cái bụng tôi bây giờ yếu lắm. Cái gì? Ăn đi, đừng có nói gì, ăn đi. Rồi. Cái gì đó? Nói trước nha. Ăn đi, trời ơi, tôi nấu mà tự nhiên không ra tôi hại không? Ừ, nghi lắm đó nha, tốt bụng. Bà làm cái món gì vậy? Cơm sườn. Sao cơm sườn vậy hả? Cơm sườn. Phải ăn không? Chị không có bị chả thôi mà là giờ cứ né sườn mà... né. Nó lạc nhách à.
Cái thường cũng vậy nữa nè. Bà ướp làm sao đâu á. Thầy ơi. Nó lạc lắm hả? Ừ, sao không đem nước mắm cho tôi? Đúng rồi, cơm sườn là phải có nước mắm đúng không? Rồi. Cơm sườn mà sườn ngon cái nào mà không có nước mắm thì cũng ăn không được, đúng không? Đúng rồi. Cơm sườn mà thiếu nước mắm là không ăn được, còn ông mà thiếu tôi là cũng không sống được. Nó không vậy á. Ngồi cái vấn đề. Ngồi bà tào lao quá. Nếu bà mắc gì tôi sống không được. Như nào tôi không ăn, không ngủ, không thở tôi mới sống không được. Còn thứ bà tôi vẫn bình thường nha. Tự tin quá đáng. Có hoạt động không? Hoạt động gì? Tôi đâu hỏi ông, hỏi cái não không á, có hoạt động không? Thôi giờ không có. Ủa, tôi nói ẩn dụ gì, không hiểu hả? Đó có học phép ẩn dụ không? Ẩn dụ là mình lấy một cái này để mình nói về một cái khác á. Ý bà nói là cái vụ cơm sườn mà thiếu nước mắm, tức là nó lạc, nó thiếu muối đúng không? Ăn dụ vậy đúng không? Thôi, ông vừa muối quá à. Không muốn nói chuyện với ông nữa. Lại sao? Mặn quá chịu không nổi, đi về đi. Ủa thì không đúng thì bà nói thẳng ra đi chứ, cái gì mà ẩn dụ, nói quịch tẹt ra đi. Ông vừa muối quá, mặn quá, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Về. Cái gì vậy? Cái gì ngang ngược vậy? Bà kêu tôi qua đây ăn cơm mà. Bây giờ không muốn cho ăn nữa, đi về đi. Không muốn thì thôi, tôi về. Ngang ngược, lao. Cái gì bà cầm? Bà lại kiếm chuyện gây lộn với anh nữa đúng không? Đi ngang tôi mà lơ luôn mà biết anh giận cỡ nào rồi đó. Sao không thấy tôi giận? Sao không thấy tôi giận? Giận quá đi nè. Mắt mới thì bà giận, bà kiếm chuyện với người ta mà. Sao bà biết tôi kiếm chuyện với người ta? Trời ơi, có không bao giờ binh tôi luôn á. Mỗi lần mà tôi với ông cãi nhau là bà cứ nghĩ là tôi không à. Thì rõ ràng là lúc nào bà cũng kiếm chuyện với anh. Anh Nam thì muốn chết. Chính giọng hiền. Ông không phải hiền nữa. Nè. Tôi nấu cơm cho ông nha. Ừ. Xong rồi tôi không có lấy nước mắm ra để cho nó lạc. Xong rồi tôi ẩn dụ là cái cơm này nè với lại cái nước mắm với tôi với ổng vậy đó. Ổng mà không có tôi thì cuộc đời cũng sẽ lạc lẽo, không có sống được giống như vậy. Ổng nói ủa có gì đâu, khi nào anh không ăn thì anh mới chết chứ, thiếu anh thiếu em làm sao mà anh chết được. Tôi thấy cái câu trả lời đó nó rất là bình thường với ảnh luôn á, tại vì ảnh là một người chân thật chất phác. Bà nói sao anh hiểu vậy à, đừng có nói bóng nói gió. Nói bóng nói gió hả? Đời bà tóc bạc anh cũng không hiểu nữa ha. Trời đất ơi, chứ không lẽ bây giờ tôi phải nói làm sao? Quỵt tẹt tới cỡ đó rồi mà sao không hiểu? Không lẽ giờ tôi phải nói là anh Nam ơi em thương anh, trời ơi sao mỗi lần dừng ngay cái câu đó, cứ mỗi lần gặp ảnh là bà nói đúng cái câu cho tôi, không cần mở bài, không cần kết luận, nhảy liền vô câu đó, anh Nam ơi em thích anh. Làm sao có thể nói gì được, như vậy mới hiểu. Sao phải nói quỵt tẹt ra vậy? Đó là anh Nam phải nói như vậy, hiểu không? Không, tôi không hiểu. Hay quá, hay quá ha. Khuyên người ta, chuyện của mình cũng đâu có tới đâu đâu mà khuyên người ta. Chuyện của mình là chuyện gì? Cũng giấu giấu giếm giếm đó, có dám quỵt tẹt cả đâu. Bà nói chuyện tôi chú Khôi hả? Tôi nói với bà rồi, là tôi chú Khôi bây giờ không có gì hết á. Chuyện đó là chuyện của 3 năm về trước rồi. Bây giờ tôi với chú bình thường. Thật là bình thường không? Chứ tôi thấy cũng bình thường á. Mới mốt mà ký hợp đồng với công ty thiên trường ở nhà là thế nào, bà với chú cũng chạm mặt nhau cho mà coi. Lúc đó mà liệu tính đi. Có gì đâu phải tính. Chạm mặt thì chạm mặt, công việc với nhau thôi. Thì gặp nhau bàn công việc rồi nhà ai nấy về. Nhưng mà mặt quá. Thôi, đừng có nhân mài gì nữa trơn á. Vậy đi. Ăn cơm đi kìa. Ăn đi coi lạc cỡ nào. Rồi tự chan nước mắm vô luôn. Không. Cuộc đời tôi có ông Nam là quá mặn rồi, tôi không cần chai nước mắm nữa. Bây giờ ông ăn đúng không? Không, tôi đem cho anh Nam ăn. Anh Nam ơi, ăn đi rồi em lấy nước mắm cho anh nè anh Nam ơi. Ủa anh không có ở đây hả? Anh Nam ơi. Anh Nam. Xung quanh tôi không ai bình thường hết. Con làm vậy là sao? Con quen biết Phát từ trước à? Không hề. Lúc trước tôi có đi học ở bên đó, quan hệ thân thiết với một số giáo sư trong trường. Nhờ quan hệ vậy họ mới giới thiệu cho tôi mới biết anh ta. Cho nên cậu cố tình mời anh ta về đây làm giám đốc tài chính.
Anh hỏi gì lễ gì đây? Không phải công ty chúng ta đang cần một giám đốc tài chính mới giỏi hay sao? Vừa lúc đó thì Phát là một nhân tài. Hồ sơ năng lực của anh ta thật sự rất ấn tượng. Có thiệt là như vậy hay không? Ủa? Vậy thì còn lý do gì nữa? À, tôi nhớ ra rồi. À, như anh ta là người yêu của cháu gái thân yêu ông anh đó. Hay gì tôi thấy quen quen. Tính ra là cậu thích chơi trò tiểu nhân với tôi lắm chứ gì. Nhưng mà không sao. Cho dù người đó có phải là Phát hay bất cứ người nào khác đi nữa cũng không ảnh hưởng gì. Miễn sao người đó là có thực lực, đem lợi ích về cho công ty là được. Ông anh của tôi đúng là công tư phân minh. Bởi vậy em mới dồn hết sức lực cố gắng mời cậu ta về đây làm việc cho công ty của mình. Nếu không còn việc gì á, em xin phép cậu làm việc tiếp. Em có biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Em không quan tâm công ty mình thu mua nông sản organic của ai sao? Quan tâm làm gì? Chuyện đó của anh Khôi mà. Anh là giám đốc sản xuất, liên quan gì tới em chứ? À, không quan tâm cũng tốt. Nếu mà em biết, chắc em... À mà thôi đi. Rốt cuộc đó là ai? Coi như là anh chưa nói gì đi. Anh nghĩ em không biết á sẽ tốt cho em hơn. Là nhóm bạn của Ngân đúng không? Ôi chà, em đúng là người thông minh thiệt. Nhưng mà mọi chuyện ký kết cũng đã xong xuôi hết rồi. Thì cũng có làm sao. Em với anh Khôi cũng chuẩn bị cưới nhau mà. Họ có thể làm được gì chứ? Theo anh được biết cái thì anh Khôi là người kiên quyết để ký kết cái hợp đồng này. Mà anh nghĩ cũng lạ nha. Không lẽ anh ta dùng cách này để tiếp cận Ngân sao? Hai người họ thường xuyên gặp nhau. Không phải là tình cũ không rủ cũng tới hả? Anh nghĩ là hai người họ dám. Nếu không dám thì việc gì họ ký hợp đồng với nhau. Anh thấy thiệt là bất công cho em quá. Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi. Mình tưởng Ngân sẽ không ký. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Lẽ nào cô ấy thực sự đã không còn tình cảm với mình sao? Em làm cái gì vậy? Em hỏi anh làm cái gì mới đúng á. Đây là công ty. Em nên biết phép lịch sự một chút đi. Tại sao lại ký hợp đồng với nó? Anh chưa qua nó đúng không? Không bỏ được đúng không?
bình tĩnh đi. Chứ không phải em là người kiên quyết tìm đối tác cung cấp sản phẩm organic hay sao? Nhưng mà em đâu có kêu anh ký hợp đồng với nó. Tại sao? Lý do tại sao? Trong khi sản phẩm bên đó đạt chất lượng cao, giá cả hợp lý thì không có lý do gì mà mình không ký hợp đồng hết. Bây giờ em không quan tâm tới chất lượng nữa. Em muốn anh hủy hợp đồng này. Tất cả mọi thứ là lợi ích của công ty, không phải riêng cho cá nhân của anh. Em không cho em biết lý do. Còn hợp đồng đã ký rồi, không phải muốn hủy là hủy. Em giải thích đi, tại sao? Được rồi, bây giờ em lấy cái quyền là giám đốc điều hành của công ty này yêu cầu anh hủy hợp đồng. Em phải nên nhớ, anh là giám đốc sản xuất của Thiên Trường, là người có quyền quyết định ký các hợp đồng với các đối tác cung cấp sản phẩm cho công ty. Chẳng phải em đã thông đồng với Lộc, tự ý đưa cậu Phát vào đây mà không hỏi ý kiến của anh, đúng không? Em... Được rồi, nếu như anh đã cho là như vậy, em không còn gì để giải thích. Ký hợp đồng với đối tác nào là quyền của anh quyết định. Em đừng có ngang ngược ở đây nữa. Được, vậy thì em sẽ chống mắt lên xem anh và nó bày trò gì trước mặt em. Ăn không? Trời ơi, bánh bông lan trứng muối còn tem phô mai nữa. Đúng món khoái khẩu của Thu phải không? Chết rồi. Trời ơi, anh tính rồi, anh đi xa em ra, xa em ra. Sao hả? Tối, anh thấy không? Hôm nay á, lẽ muốn trà đá chứ không có con trà sữa nữa đâu. Mà sao vậy? À, hôm nay em mập hả anh Tính? Trời ơi, em có hơi phì nhiêu màu mỡ xíu thôi chứ Thu đâu có mập đâu. Thôi 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 thôi, thôi. Bây giờ á, mẹ em chỉ cần á, dít một miếng nữa thôi là em lăn liền đó. Trời ơi, thôi anh tránh xa em ra đi. Không có đâu, anh thấy là những người phụ nữ mà như em vậy đó, mập mạp màu mỡ như cái cục cục gì, cái cục bông gòn đó, như vậy mới dễ thương, mấy người vậy anh mới thích chứ ôm nhách tầm teo anh không có thích đâu. Thiệt anh, không thiệt, để anh múc cho Thu một miếng nha. Trời ơi, ăn một miếng chắc cũng sẽ không lên được một ký nào đâu, đúng không? Đúng rồi. Yeah. Như vậy bà không ăn nữa, tôi ăn giùm cho. Trời ơi, bụng thèm ăn lắm mấy vậy. Bánh ngon, quá tuyệt vời luôn. Thôi kệ đi, ông mới ăn có miếng rồi để em ăn cho. Chết rồi. Sao vậy? Cái bánh này là tôi tự tay tôi làm đó. Trời, anh tự làm luôn hả? Trời ơi, anh giỏi dữ vậy anh Tính. Trời ơi, cái bánh này là trong lúc người ta làm, người ta đã cầu nguyện là ai ăn cái bánh này á là trở thành người yêu của tôi đó. Chết tôi rồi bà. Chết tôi bà, chết tôi. Ê, tôi quen ông bao nhiêu lâu nay, bây giờ tôi mới biết á, ông là đàn ông múa lụa. Nhớ hẳn đó, giờ sao không vợ? Tôi là kêu đựng ăn rồi. Đáng cái tội không? Ủa, sao đó giờ ông nói tôi hay? Coi bơ, coi bơ. Về. Nhớ ăn bánh nha. Ngân, Ngân, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, sao cứ ào ào? Mục đích cô ký hợp đồng với công ty Thiên Trường là để làm gì? Hợp tác làm ăn. Ngoài lý do đó ra, không còn lý do nào khác. Cô nói dối. Cô chưa quên được anh Khôi đúng không? Nếu như tôi muốn gặp chú Khôi á, thì tôi có thể hẹn riêng chú bất cứ lúc nào cũng được.
cần gì bày vẽ nhiều trò. Vậy là cô đang thừa nhận 3 năm rồi, tại sao cô còn chưa buông tha cho anh Khôi vậy? Cô là loại phụ nữ như thế nào đây? Chuyện của tôi và chú Khôi đã là quá khứ rồi. Cô đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Nếu cô nói như vậy thì hủy hợp đồng đi tôi mới tin. Tôi không thể và cũng không muốn làm như vậy. Cô về đi. Cô... Nè, cô về đi, đừng có làm ồn nữa, để mọi người nghe được không có hay đâu. Nè, anh đã ký hợp đồng với Thiên Trường, bây giờ anh đã là nhân viên của công ty, mà anh còn chống đối tôi nữa hả? Chúng ta là những người chuyên nghiệp, công tư Phương Minh, tôi không để chuyện này ảnh hưởng tới công ty đâu. Được, nếu anh nói như vậy á, thì tôi có một lời khuyên anh. Anh ráng mà quản lý cô người yêu của anh cho thật chặt. Đừng có thả chạy lung tung mồi chài người khác. Rồi trên đầu của anh sẽ mọc thêm nhiều cái sừng đó. Hình như Thiên Ý hiểu lầm anh là người yêu của em. Có sao không? Kệ cô ấy đi. Cô ấy muốn nghĩ sao cũng được. Mà anh đi làm ở công ty Thiên Trường hả? Anh mới được công ty mời về, có ảnh hưởng gì không? Không có gì. Cái người mà lần trước em nhờ anh đưa về lúc say, em gọi là chú, em trai của ba giường em, đúng không? Hình như anh thấy mối quan hệ của mọi người không được tốt lắm thì phải. Thôi, mình nói chuyện khác đi ha. Em và chú ấy đã từng yêu nhau. Mà cũng là chuyện quá khứ rồi. Anh mặc bộ đồ này đẹp trai ta. Em có nấu cơm sườn trống ạ, vô đi em dọn cho anh nha. Cảm ơn em. Con nghe nè mẹ. Mẹ à, con đã nói rồi, mẹ đừng có hối thúc nữa. Mẹ mà cứ như vậy chỉ dễ làm hư bột hư đường hơn thôi. Sớm muộn gì con với anh Khôi cũng kết hôn với nhau, rồi Thiên Trường sẽ thuộc về con. Mẹ cứ yên tâm đi. Thiên Ý. À, tôi sẽ gọi lại sau nha. À, anh Kiên. Anh nghe em lón thoáng nhắc tới Thiên Trường. Bộ công ty có chuyện gì hả em? Thiên Trường rất ổn, thậm chí là có thêm nhiều hợp đồng lớn nữa kìa. Nhưng mà điều bất ổn ở đây là anh Khôi và Ngân. Sao liên quan tới Khôi và Ngân nữa? Ngân ký hợp đồng cung cấp nông sản cho Thiên Trường, cố tình tiếp cận Khôi. Nhưng mà anh Khôi thì... Em đừng nghĩ như vậy. Chuyện Khôi và Ngân á, chuyện trong quá khứ rồi. Lúc Ngân ký hợp đồng á, anh có biết mà. Đơn thuần chỉ là công việc. Đúng rồi. Dù sao Ngân cũng gọi anh một tiếng là ba dượng mà. Còn em chỉ là người ngoài thôi, làm sao anh đứng về phía em được, đúng không? Mặc cho em luôn cố gắng trong công việc cả tình yêu. Em đừng nói như vậy. Gia đình anh vẫn xem em là người một nhà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy tập trung dung dán tình cảm giữa mình và Khôi đi. Người một nhà hả? Người một nhà tại sao tất cả không ai đứng về phía em hết? Không ai giúp em có được Khôi, mà lúc nào cũng bảo vệ cho Ngân, bao biện cho Ngân. Anh chỉ muốn em hãy nhìn đúng vào sự thật, suy nghĩ đúng mực và đừng đi quá xa giới hạn của mình mà thôi. Mẹ. À, con mới về hả? Dạ mẹ, con về lấy chút đồ rồi con đi liền. Đi liền hả con? Dạ. Ừ. Dạ, con tính về lấy đồ rồi đi. Nhưng mà
Nếu mà mẹ thấy buồn á, chiều con chở bồng bon qua chơi với mẹ nha. Hay là chiều nay vợ chồng con đón bồng bon xong á, về nhà mình ăn cơm luôn đi. Dạ. Mẹ, mẹ vẫn nghĩ về chuyện của Khôi hả? Thằng em của con á, đúng là đứa cố chấp. Con thấy mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, tại Khôi đã đồng ý lấy Thiên Ý rồi mà. Đồng ý cái gì? Nó có cù cưa như vậy hoài. Lấy con Thiên Ý á là cái chuyện tốt cho nó. Tìm đâu ra được đứa con gái mà thương yêu nó hết lòng hết dạ như vậy. Giả lại gia thế nhà Thiên Ý á, có thể để cái thằng Khôi dựa vào được. Mà mẹ tin Thiên Ý đến như vậy hả? Sao con lại hỏi mẹ chuyện vậy? Dạ không, tại tự nhiên trong lòng con cảm thấy bất an thôi mẹ. Ý con muốn nói là sao? Thật ra mẹ cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Dạ, hy vọng là không có chuyện gì. Con à, nếu mà thằng Khôi nó cưới Thiên Ý á, là vừa tốt cho nó, vừa tốt cho cả công ty. Con thấy không, Thiên Ý đã giúp sức cho công ty rất là nhiều. Phải lấy Thiên Ý á, thì công ty của mình mới có chỗ dựa dẫm mà để phát triển được. Dạ mẹ. Nhớ chiều nay dẫn bồng bon qua thăm mẹ đó nghe chưa? Dạ. Dạ, dạ, thưa mẹ con lên lấy đồ. Bà Cam, sao mấy bữa nay không thấy bà kêu tôi qua ăn cơm vậy? Bộ bà hết nấu à hả? Vẫn còn nấu cơm chứ. Phải nấu cơm để ăn chứ. Nhưng mà người nấu thì có lòng, người ăn thì vô tâm. Thì thôi nấu làm gì nữa. Tại bà nấu dở thiệt chứ bộ. Dở nhưng mà tôi thích quá trời luôn á. Thiệt. Thiệt, tôi thích cơm mà nấu lắm mà Cầm. Không có ai mà thích ăn đồ dở chứ, nghe là biết xạo liền luôn á. Không có xạo, thiệt. Tôi nói thiệt nha, tôi ghiền cơm mà nấu ghê luôn á. Tôi mặn không được là tôi chịu không có nổi. Mà Cầm, nói cho tôi ăn nữa đi. Nghe, nghe 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 nghe. Chị không nói thiệt không? Thiệt. Có dở không? Thì nói chung cũng tạm được. Dở hay ngon? Ngon, bây giờ cảm thấy ngon lắm luôn á. Thôi, người ta đã xuống nước năn nỉ vậy rồi. Giờ mình phải cắn răng, mình nấu cho người ta ăn chứ sao giờ. Thôi, người ta chết đói mình cũng tội tao nha. Vậy là chịu không? Nấu cơm tôi ăn nha. Chút qua, có đó. Cơm ăn có thôi. Dạ em nghe. Dạ anh. Ủa, hai đứa em tới thôi không được hả? Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ. Ủa, gì mà thấy căng thẳng dữ vậy? Bên công ty Thiên Trường gọi. Kỳ ta. Đi về đi tính. Về rồi đó hả? Hey, công nhận hai người phối hợp với nhau hiệu quả công việc tăng rõ rệt. Ê, người của công ty Thiên Trường mới gọi điện thoại tới á. Hợp đồng có vấn đề gì hả? Họ nói là muốn gặp mình để bàn lại một số hạng mục công việc. Vậy hai người đi đi. Ý là họ nói là muốn bà tới đó gặp trực tiếp đi bàn công việc.
nhưng mà tôi thấy mắc cười quá à. Ba đứa mình là người đại diện, ai đi mà không được thì để tôi với ông Nam đi được rồi. Bà khỏi cần đi đi. Ờ đúng rồi, cầm nó đúng á. Thôi để anh Tiết cầm đi cho. Em còn nhiều công việc mà ha. Thôi đem đi cho. Em quen thân với công ty Thiên Trường hơn, dễ làm việc hơn, người quen mà. Ê, tới đó sẽ gặp người không muốn gặp đó, ổn không? Bà làm như tôi con nít vậy á. Cái nào ra cái đó. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Với lại tôi là người công tư phân minh, đây là hợp đồng lớn, rất là lớn với mình luôn á, đâu có bỏ được. Nhưng mà tại tôi cũng... Được rồi, tôi thấy Ngân nói đúng á. Thôi để Ngân đi cho. Với lại trước sau gì cũng gặp, gặp sớm giải quyết cho rồi ha. Đúng rồi, vậy nha, tôi đi á. Để tôi vô lấy giỏ. Anh coi thử mấy cái em chuẩn bị có được không? Không. Tôi thấy là Ngân hình như chắc chắn là quên chú Khôi rồi đó. Thấy không? Ngân tỉnh rượu luôn, giống như là không có chuyện gì hết. Cặp mắt của ông thì nhìn được cái gì? Càng tỉnh thì càng mới có vấn đề á. Lúc trước á, Ngân vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ cứ trầm lặng bao nhiêu. Ông thấy bất thường à. Uống chút cà phê cho tỉnh táo. Mời em. Em vẫn còn khó chịu với việc Thiên Trường ký hợp đồng với Ngân hả? Anh đừng nhắc tới Ngân nữa được không? Anh hiểu được cảm giác của em lúc này. Anh biết là rất bất công với em. Việc hai người họ lén lút gặp gỡ sau lưng em, lại thêm việc là Khôi lấy quyền hành đối xử đặc biệt với Ngân nữa, quá bất công với em đúng không? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, em có rảnh đâu mà tám chuyện với anh. Em đúng là thông minh thiệt, không uổng công là anh tin tưởng em. Anh nói cho em biết nè, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn đứng về phía của em. Ý của anh là muốn em chung hội chung thuyền với anh gì? Không phải tốt hơn sao? Anh sẽ giúp em loại bỏ cái gai trong mắt để Khôi chỉ thuộc về em thôi. Sao? Không phải là anh đã tìm người đến để làm việc trực tiếp với tình địch của em à? Ý anh nói là cậu Phát chứ gì? Em đúng là hiểu ý của anh. Chỉ cần em tin tưởng anh thôi, anh sẽ giúp em đạt được mục đích của mình. Ông Tính. Ông Tính. Có phải ông đang để ý Thu hay không? Nói. Thu là chuẩn gu của tôi. Nhưng ông có biết một điều rằng là Thu là hoa đâu có chậu hay không? Đập chậu luôn á. Ha ha cha chả. Ông dám đập tôi. Mắc mơ gì không dám hả? Vậy là ông chọn cái chết rồi. Ông chọn cái chết rồi. Thu là của tôi nghe chưa? Thu là của tôi. Của tôi. Của tôi là của tôi. Tôi là con của ba má tôi. Đúng rồi đó. Gì vậy? Gì vậy? Ở đâu ra vậy tự quyết định là tôi là của người nào vậy? Nè, Thu này rất có giá. Không phải muốn sở hữu là sở hữu nghe chưa? Đâu có nói vậy đâu. Muốn cua tôi hả? Khó lắm. Có khó cành mây, anh cũng phải chinh phục được. Nè nha, nè nha. Ông không có cửa đâu. Tôi với Thu thích nhau lâu rồi ha. Thích.
Trời đất ơi, suốt ngày ba cái chuyện chị Thu. Ủa, anh đâu? Trời ơi, ơi trời ạ, nhớ mọi người quá à. Trời ơi, anh nghe bà Thu nói là em về nước, anh đâu có tin đâu, nhưng mà hôm nay thấy được em rồi nè, công nhận nha, càng lúc càng xinh đẹp nha. Thôi thôi, em không có dám giành xinh đẹp của ai đó, của ai kia đâu. Ai đó? Bà nói gì vậy bà? Thì của ai đó, của ai kia đó. Trời ơi, nói gì đâu không, bà ngân ngân. À. À, đây là Ngân Ngân trong truyền thuyết mà mọi người hay kể tôi phải không? Dạ, anh là... À, anh là Tính. Ừ, ông Tính. Em chào anh Tính. Hèn, chị biết rồi. Sếp Khôi nói là bằng mọi giá phải ký được hợp đồng này. Ủa, làm sao? Ngân. Chào sếp. Chào chú. Ủa, Ngân, sao con có mặt ở đây? Bên công ty kêu tôi qua đây để thảo luận thêm về hợp đồng. Ai vậy? Là em đó. Em mời Ngân tới đây đó. Dự báo thời tiết bảo cấp đại học đó. Đi. Đi đi đi. Em ra làm việc nha sếp. Dạ em ra làm việc cho sếp. Đi thôi. Mạnh giỏi nghe. Em hẹn Ngân tới đây. Sao còn báo cho anh biết? Ủa? Em là giám đốc điều hành của công ty, mời đối tác đến làm việc cũng không được nữa hả? Tôi đã tới đây rồi. Nếu như có chuyện gì về hợp đồng thì cô cứ nói. Chúng tôi tuy là công ty nhỏ nhưng làm việc dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm, nên là quý công ty cứ yên tâm. Chào sếp. Có chuyện gì không? Gặp sếp đây thì may quá. Tôi đến gửi sếp bản báo cáo tài chính về hợp đồng thu mua nông sản organic lần này. Ừ, tới đây. Nếu như không có gì nữa, tôi sẽ phép đi trước. Ừ. Quên nữa, hẹn gặp em ở nhà nha. Hả? À. Chị Kim ơi. Ủa, anh Ngữ. Ờ. Ngồi chơi anh. Sao lâu nay tôi không thấy anh qua thăm tôi vậy? Thấy lâu quá không ghé đúng không? Chứ còn gì nữa. Không ghé biết có chuyện rồi. Sao anh? Mới đi Tây Bắc về. Ừ. À, đặc biệt là gì phải không? Có một cái trà cổ thụ chịu. Trà cổ thụ. Ừ, trà cổ thụ. Ủa, lần đầu tiên tôi mới nghe nói tên trà này đó nha. Cái trà cổ thụ này nó hay ở chỗ này nè. Là cái gốc trà đó là nó bự như gốc cổ thụ vậy đó. Cái trà lâu năm á, chứ không? Mà muốn hái cái lá trà này á, nó khó cái tập phải leo lên cây, leo cao lên mới hái được. Khó khăn vô cùng. Nhưng tôi biết chị Kim yêu thích trà, cho nên tôi nhờ người ta phải hái bằng được, đem về làm quà cho chị. À. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh cái loại trà cổ thụ. Ủa, tôi mới nói tới thời chị quên luôn á hả? Trà cổ thụ. Rồi biết rồi. Đang có chuyện buồn gì nói tôi nghe coi. Thì đâu phải đang có chuyện buồn đâu anh. Lúc nào cũng vậy hết á. Mà không phải là buồn, mà là lo lắng cho tụi nhỏ. Lo gì nữa? Lo nhất là thằng Khôi đó. Anh coi á, sao phải để cho tôi lo lắng hoài à? Mà lo cái gì? Anh nghĩ coi, nó đã đính hôn với con Nghĩ 3 năm nay rồi, mà hối thúc nó hoài á. Nó lần lửa nó không chịu đám cưới. Rồi bây giờ nó đồng ý là tổ chức đám cưới. Mà tôi thấy cái cách đồng ý của nó giống như dửng dưng vậy á. Nó không có gọi cái đó là một cái quan trọng của đời người, hay là nó chú trọng về cái chuyện đám cưới hết đó. Chán ghê vậy đó. Thật ra cái vấn đề nó ở chỗ này nè. Tức là thằng Khôi nó lớn rồi, Thiên Ý giờ nó cũng lớn rồi. Thôi thì nó lớn nó tự xử nhau đi. Chị cũng lớn rồi. À không, chị thì chưa. Chị cũng đừng có quan tâm mấy cái chuyện đó chi nhiều quá. Anh ơi, tôi biết
tôi biết là cái gì cũng phải cần có thời gian. Cho nên á, tôi đã nói với Thiên Ý rồi, cứ để cái thằng Khôi á từ từ đi, rồi mình sẽ vun đắp cái hạnh phúc. Thậm chí tôi còn nói với Thiên Ý là phải cố làm sao mà trở thành một người phụ nữ mà thằng Khôi yêu thích. Ồ, cái này nó lại là ở một cái khía cạnh khác nữa rồi. Nữa hả? Nữa. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ chị biết sao không? Bây giờ cái chuyện của hai đứa nó đó tội quá, chị càng vung đắp cho tụi nó đó thì thằng Khôi nó cũng tội, mà con Thiên Ý nó cũng tội. Tại chị biết sao không? Ở đây đây giống như nè, trà khác, rượu khác. Rượu thì uống vô say, trà uống hoài nó thức mệt lắm, thấy chưa? Không, uống nhiều khi nó cũng ngủ được, quên. Cho nên là thôi thì cái nước nào là cái nước đó đi. Chị đừng có bắt trà nó thành rượu, mà rượu nó thành trà, uống hoài nó mệt lắm à. Cách anh nói giống như là cái sự suy nghĩ tôi, hay là cái giống như là tôi sai vậy hả? À, không, chị không có sai. Nhưng mà thiệt ra cái vấn đề nó nằm ở chỗ hình như mình bỏ qua chuyện này được đó chị. Vụ trà ngon hơn nè. Thôi bây giờ cái chuyện nó tụi anh biết sao, nói thì nói, tôi tính là thôi bây giờ là tụi nó đã trưởng thành rồi. Đúng. Nhưng mà tôi vẫn phải cứ thấy là sao bất ổn đó anh. Bất ổn gì chị ơi, bây giờ chuyện gì tới nó tới. Một là mưa dầm thấm lâu, hai nó xây nhà rồi mưa không vô tới đất khỏi thấm. Vậy đi cho nó rẻ, cho nó khỏe chứ trà mắc lắm. Thôi bây giờ chị rảnh không nè? Tôi mới biết cái chỗ mái ấm tình thương này dễ thương lắm. Có mấy đứa nít á, cái hoàn cảnh nó cũng không có may mắn lắm á. Thì mình tới đó mình chơi, nếu rảnh rỗi mình chăm sóc lo lắng cho mấy đứa nó cũng được, mà cũng là cái để cho mình cảm thấy thư thế. Vì cái nữa là mình cảm thấy cuộc đời mình vậy là đã may mắn người ta nhiều rồi, thoải mái đó, bỏ hết mọi chuyện. Rồi, tôi nghe lời anh nha. Nhưng mà đi thì chưa đi được bây giờ đâu, mình cần phải có sự chuẩn bị chứ. Trước mắt là anh ngồi đây đi, tôi vào trong tôi pha trà rồi tụi anh nói chuyện. Lâu ngày quá mình gặp nhau mà. Rồi còn cái chuyện đi đó thì cuối tuần đi, rồi đi được không? Được chứ, cuối tuần mà mình đi đến đó mình sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, đúng không? Vậy đi. Đợi tôi nha, để tôi vô lấy trà cho anh nha. Đi đâu? Tôi vô lấy trà cho anh. Trà cổ thụ không pha, đi pha cái gì nữa nè. Cái này đợt sau đi, có sẵn bình trà nóng ở trỏng rồi. Dạ. Vô. Xong vô. Trời, sắp tới là làm việc cực lắm đó. Bây giờ lo ăn mừng trước lấy sức đi. Đúng rồi, ta làm lại. 1, 2, 3, vô. Không, cảm thấy lo lắng bất an hả? Có gì đâu. Ví dụ mà ký hợp đồng với công ty Thiên Trường á. Trời ơi, lo lắng bất an cái gì? Tôi nói bà nghe nè, bà làm việc thì bà phải tập trung, bà phải có phấn đấu lên. Cái gì mà suốt ngày trong lòng cứ lo lắng bất an? Nè, ví dụ mà bây giờ ở công ty mình đang nhỏ đúng không? Thì mình cố gắng phát triển nó lên, để lúc công ty mình lớn mạnh rồi, mình có quyền lựa chọn công ty khác, có quyền lựa chọn khách hàng hợp tác với người ta. Đúng, tôi thấy gần đây đúng đó. Còn bây giờ nắm bắt cơ hội đi chứ. Câu này bữa hôm tôi nói với bà phải không? Giờ bà nói lại với tôi hả? Thôi, bà cầm. Bây giờ bà phải suy nghĩ làm chi? Nghĩ gì cho mệt vậy? Cho mau dài vậy? Chứ nhức đầu vậy? Bây giờ mình cứ làm theo định hướng mà mình đã vạch ra. Vậy thôi. Đúng rồi, đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ nữa. Đúng không? Vậy nha, vô một cái nè. Rồi, vô bà cầm. Vô. Anh Nam. Ừ? Anh nhớ em dặn chưa? Nhớ là đi lo cái giấy kiểm định an toàn thực phẩm nha. Ủa? Nên tưởng nó cái giấy đó là bên kia lo luôn chứ. Trời ơi anh ơi. Hử? Anh cung cấp ra cho người ta thì anh phải làm cái giấy đó chứ không lẽ bắt người ta làm. Ủa gì? Tưởng đâu ông từ trên trời rớt xuống không, không biết gì hết. Không, tại vì tôi thấy trong cái bản soạn thảo hợp đồng đó không có ghi, cho nên tôi tưởng là bên kia lo luôn. Thì bây giờ mình mới có soạn thảo thôi, chứ hợp đồng gốc là mình phải có ghi, hiểu không? Chứ là mình có giấy đó thì ra của mình nó sẽ có giá trị hơn. À, hiểu rồi, được rồi. Để lo vô đó cho. Còn bà nữa đó, lo liếc ảnh. Thiên Trường đặt mình số lượng lớn đó, bà coi nếu như mình không đủ lượng rau cung cấp cho người ta thì phải đi qua mấy cơ sở khác á, xem rau người ta đủ chất lượng hay không. Nếu được á, thì liên kết với người ta để cung cấp rau cho Thiên Trường. Trời ơi, mấy cái đó yên tâm đi, tôi là một cái một là xong mà. Thôi, dịch dạy tinh thần,
Vô một cái lấy tinh thần làm việc nè. Một, hai, ba, vô. Làm sao rồi làm để khách hàng còn quay lại, chứ đừng có làm lần rồi đi luôn nha. Chúng ta sẽ thành công. Thành công. Thành công. Thành công. Tỷ phú. Tỷ phú. Tỷ phú. Kể từ bây giờ trở đi, em có làm việc với Ngân thì nên báo cho anh biết một tiếng. Anh sợ em ức hiếp cháu gái của anh hả? À, nói đúng hơn là người yêu cũ. Em đừng có kiếm chuyện với anh nữa được không? Em kiếm chuyện hả? Em đang rất rộng lượng đó chứ. Em tạo điều kiện cho anh gặp Ngân, anh còn chưa cảm ơn em nữa kìa. Em thôi đi. Anh tưởng em mù không thấy hả? Ánh mắt của anh đã nói lên một điều là anh chưa quên được Ngân. Em lại muốn cái gì nữa đây? Anh đã đồng ý cưới em rồi. Em đừng có lo chuyện này ra nói nữa được hay không? Nhưng trái tim của anh luôn luôn có hình bóng của Ngân. Làm sao em có thể im lặng được chứ? Trừ khi nào anh chấm dứt với Ngân đi. Hai đứa nói cái gì vậy? Nói vậy con Ngân hả? Con Ngân nó về nước hồi nào? Tại sao im lặng không ai trả lời vậy? Giấu tôi à? Ngân nó về nước hồi nào? Dạ. Tại sao tôi không biết? Tại vì tụi con sợ bác lo lắng cho nên không có nói. Được rồi. Du học thì sớm muộn gì cũng phải trở về nhà. Ngân trên danh nghĩa vẫn là con cháu trong nhà này. Cho nên chú cháu mà có gặp nhau thì không có gì mà to tát. Bác biết, bác biết là con đang lo lắng chuyện gì. Nhưng mà yên tâm đi, bác sẽ không để cái chuyện này lặp lại trong nhà này đâu. Thôi, con hiểu mẹ muốn nói gì không? Con hiểu. Thôi không còn chuyện gì nữa, đi vô nhà ăn cơm đi. Dạ. Yeah. Dạ, con mời bác uống trà. Cảm ơn con, để đi con. Thiên Ý nè. Dạ. Sao bác thấy con với Khôi hai đứa không lo chụp hình đám cưới rồi không lo mai đồ, rủi tới ngày cưới không kịp thì sao con? Còn lâu mà bác, có gì đâu phải gấp gáp. Bác biết, nhưng mà bác thấy con với lại thằng Khôi đó, hai đứa cứ mãi mê lo công việc, rồi đùng một cái tới ngày lại xoay sở chuẩn bị không kịp nữa à. Ngày dài tháng rộng mà, với lại tụi con lên kế hoạch hết rồi, tới lúc đó điện thoại sẽ tự động báo, không có quên đâu bác. Chỉ sợ luôn buông rồi quên thôi. Có nhiều chuyện chờ đợi lâu quá làm cho người ta không còn mong muốn nữa đó bác. À, anh Khôi có nói cho bác nghe là ai sẽ là đối tác tiếp theo để cung cấp rau organic cho Thiên Trường chưa bác? Bác không nghe nó nói là ai vậy con? Là hợp tác xã rau sạch của Nam Cầm công ty Thiên Thanh đó bác. Nam Cầm công ty Thiên Thanh. Ủa sao nghe cái tên này bác thấy quen quen vậy ta? Là nhóm bạn của Ngân đó bác. Con không muốn tụi nó gặp lại nhau. Sao lại để xảy ra chuyện này? Anh Khôi muốn ký hợp đồng với họ, làm sao con cản được bác? Nè, con thấy Ngân như thế nào? Lúc trước đây đó, bé Ngân nó bước chân về nhà này thì nó có vẻ ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Có lẽ bác nghĩ là thằng Khôi nó thích Ngân là ở chỗ đó. Vậy ý của bác là anh Khôi thích kiểu con gái trong sáng giống như Ngân hả bác? Bác nghĩ là như vậy. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày là Khôi tiếp xúc rất nhiều người phụ nữ. Đa số là những người thiếu nữ đẹp và quyến rũ. Họ rất thích Khôi hoặc là rất là mê Khôi. Cho nên khi mà Khôi gặp con bé Ngân có một cái nét trong sáng hồn nhiên ngây thơ vậy, làm cho Khôi nó có cái lạ mắt rồi thu hút ánh nhìn. Từ đó thì Khôi nó có cảm tình với lại Ngân. Con cũng đẹp, cũng quyến rũ, nhưng mà con thử nghe theo lời bác, mình thay đổi chút xíu hình tượng giống như con Ngân gì đó.
biết đâu sẽ thu hút ánh nhìn của thằng Khôi. Chào cả nhà. Dạ. Ủa? Ai mới vô? Ý hay là em về sao vậy? Vì sao là sao? Em đang rất bình thường. Bình thường? Ừ. Nhìn lại em kìa. Ủa? Lâu lâu đổi style, có gì đâu lạ? Đúng là tình yêu có thể biến con người ta trở nên kẻ ngu muội nhất trên trần đời. Nè, nói cho biết nha, em đang rất tỉnh táo, không hề ngu muội một chút nào hết. Vậy tại sao em lại biến mình thành kẻ khác? Không lẽ bây giờ anh ta thích em là một kẻ xấu xí thì em cũng sẽ trở thành xấu xí theo ý của anh ta? Không đời nào. Em nói một đằng là một nẻo đó thôi. Nhưng mà ít ra em cũng vì anh ta thay đổi. Vậy cái quan trọng nhất là anh ta có trân trọng những thay đổi đó của em hay không? Chẳng phải anh đã nói với em một hòn đá rất khó có thể sưởi ấm được hả? Anh ta chỉ là hòn đá đối với em thôi. Còn đối với người khác vẫn là một trái tim ấm áp, có thể là núi băng ở Bắc Cực tan chảy trong tích tắc. Chẳng qua là em cố gắng chưa đủ thôi. À, tùy em vậy, nhưng mà không phải bằng cách này đâu. Phụ nữ chỉ xinh đẹp và hạnh phúc khi họ là chính mình. Như anh đã nói, buông bỏ anh ta đi và phải biết nắm bắt những thứ nó nằm trong lòng bàn tay.